Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận kháng nghị của Viện Kiểm sát tăng mức hình phạt đối với 3 bị cáo bị truy tố về tội cố ý gây yêu quý tích, vì xét thấy cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo quá nhẹ không đủ sức răn đe. Cụ thể, bị cáo Lê Hồng Trân 1991, trú Buôn Bản Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, bị tăng từ 2 năm tù lên 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Võ Quang 1995, trú Buôn Bản Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh và Trần Quốc Cường 1988, trú Buôn Bản Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, mỗi bị cáo tăng từ 1 năm 6 tháng tù lên 2 năm tù. Theo cáo trạng, Trần với Phạm Ngọc Diễm là thê thiếp chồng. Trong quá trình sống tầm thường, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn nên Diễm bỏ về nhà phụ Dương ruột là ông Phạm Lâu trú tại Buôn Bản Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa. Sau khi thê thiếp bỏ về, Trân nhiều lần tìm đến gây áp lực để Diễm quay lại sống tầm thường với mình, tuy nhiên không được. Cho rằng ông Lâu đã ngăn cản việc Diễm về sống lại với mình nên Trân tìm cách trả thù. Khoảng 10 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2017, Trân rủ Quang và Cường ra Ninh Hòa để tấn công ông Lâu, xong xuôi về cho tiền. Khi được Quang, Cường đồng ý thì Trân thuê xe ô tô mang kiểm soát 79A14341 do Lê Quang Vũ chỉ huy chở cả nhóm từ Nha Trang ra tới Buôn Bản Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa. Tại đây, Trân mượn xe máy rồi giao cho Quang, Cường chỉ huy tìm đến lán trại của ông Lâu để tấn công. Riêng Trân thì đi lánh mặt. Khoảng 13 giờ cùng ngày, thấy ông Lâu tới trại dịch, Quang xông vào ôm, kẹp cổ ông Lâu để Cường dùng cây gỗ tấn công vào tay, chân ông Lâu gây yêu quý tích xong xuôi rồi bỏ đi. Khi về lại Nha Trang, Trân trả cho Quang 1 triệu đồng và Cường 2 triệu đồng. Hậu quả ông Lâu bị yêu quý tật 13%. Sau vụ việc, cơ quan công an vào cuộc điều tra và bắt giữ cả 3 đối tượng.